Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang ngồi bên một chiếc túi sách của mình này. Hãy cùng tô với mình nhé. Cô gái này có gương mặt rất là tươi. Thank you.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô gái cầm chiếc túi sách màu vàng. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh của mình cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.